Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua phải rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả các tỉnh rất xa về đây để báo tin, nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua phải rất nhiều các anh trai về đây để đăng tin để tìm vợ. Nhiều câu chuyện phải nói là vô cùng phức tạp. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em họ tên gì? Em là tên Lê Văn Đen. Ừ, em nguyên quán ở đâu? Ở ấp 3 xã Phong Tây, huyện Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu. Ừ, từ Bạc Liêu xa. Rồi hiện nay mình đang sinh sống tại đâu? Em ở khu phố 2, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Rồi, hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai? Là em tìm vợ em. Ồ, tìm vợ. Sao vợ, vợ năm nay nhiêu tuổi mà đây có phải vợ ông mà trẻ dữ vậy? Là vợ em. Ồ, vợ năm nay là nhiêu tuổi rồi? 1993. 1993, năm nay là 30. Dạ. À, còn em là bao nhiêu? Em 40, 199. Ồ, chênh nhau 10 tuổi à? 1983. Ồ, gọi là 10 tuổi. Ồ, gần một giáp. Rồi, em cho anh hỏi là trước đây em đã từng có vợ chưa? Em chưa. À, thế còn vợ trước đây có ai chưa? Có chưa chồng luôn. Chưa? Gọi là hai vợ chồng là đến với nhau là gọi là mối tình đầu. Mối tình đầu. Ừ. Mình có đăng ký kết hôn không? Có anh. Có hả? Rồi em cho anh biết này, quê vợ em ở đâu? Quê vợ em là Cà Mau, ấp Trà Mộc, Thới Bình, Cà Mau. Cà Mau, còn em? Em ở Bạc Liêu, huyện Giá Gai. Hai tỉnh nó gần nhau em? Gần nhau anh. Từ nhà em qua nhà vợ em mười mấy cây số. Ồ, mười mấy cây này gần đó, đi mười mấy 20 phút à. Rồi em cho anh biết này, vậy là trước em quen vợ ở đâu? Em quen vợ em là chế em làm mai. À, chế làm mai ha. Rồi mình quen nhau làm mai, quen nhau lâu không mới cưới? Trong vòng một tháng em cưới vợ. Nhanh dữ vậy. Sao cưới nhanh, xong từ từ đi, cưới nhanh dữ vậy. Rồi, thế lúc bây giờ là mình nhìn thấy vợ, lúc bây giờ thấy em sao? Có cái nhìn đầu tiên là có nhìn con là em thương vợ em. À, nhìn cái đầu tiên là mình thấy quý mến rồi đúng không? Dạ. Xong hai người nhau tìm hiểu một tháng. Dạ. Mà quyết định đăng ký kết hôn sống với nhau. Quyết định đăng ký cưới hỏi luôn rồi đăng ký gì, đăng ký kết hôn. Em cho anh hỏi này, trước đây là em làm công việc gì? Em làm công ty chung với vợ em, công ty Tinh Vũ Đạt ở Phú Chánh. À, thế con vợ? Vợ em cũng làm công ty Tinh Vũ Đạt ở Phú Chánh luôn. Mình được mấy người con rồi em? Em được hai đứa. À, đứa lớn là 13 tuổi gái. Ồ. Còn thằng nhỏ 3 tuổi. Ồ. Đang sống với vợ chồng em. Ừ, một bé 3, một bé 13. Dạ. Ồ. Con của em bé 13 tuổi con học không? Còn học ở dưới quê ở bên ngoài. À, dạ. Rồi cho anh biết này, em biết lý do tại sao mà vợ bỏ nhà đi hoặc đi đâu mất tích không? Cái bữa đó là hai vợ chồng em có cãi với nhau. Hai vợ chồng em có đánh vợ em hai bạt tay. Ủa, rồi cãi trời. Rồi tối thứ hai vợ em nói là vợ em đi làm, rồi bữa đó đi tới giờ luôn. Em cũng chạy tùm la tùm lum chứ em tìm vợ em. Em không thấy, vợ em xuống nhờ mấy anh đó tìm giùm vợ em. Bây giờ em biết lỗi của em rồi, bây giờ em mong vợ em về với con em, với em làm lại từ đầu. Bây giờ con em đang nhớ vợ em lắm, nó đang ốm trên chảnh. Em cho anh biết này, hai vợ chồng em kinh tế ổn định không? Cũng hơi khó khăn chút anh. Ồ, sao vậy, khó khăn hả? À, hai vợ chồng lương tháng khoảng bình quân được bao nhiêu? Em cũng lương cũng tháng 9 triệu mấy, vợ em cũng 9 triệu mấy nữa. Ồ, vậy là ổn rồi gì nữa, dư sức sống. Mình thế này mình cho anh hỏi này, em đánh vợ này đến giờ phút này là đánh mấy lần rồi? Em có chữ một lần à. Đánh một lần thôi duy nhất. Dạ. Và đi luôn. Dạ. Ồ. Hai vợ chồng đi làm về là ai là người giữ tiền? Là vợ em hết. Vợ giữ tất tiền cả hết. Là lương bổng là em vô cho vợ em hết. Tiền bạc là lúc em sợ vợ em không tin, em tháng đó lãnh lương bao nhiêu em vô bản lương cho vợ em mà. Mấy anh không tin, mấy anh vô công ty hỏi. Các mấy anh em bằng chung. Ồ. Vậy là mình rất trung thực với vợ. Gọi là lương bao nhiêu công khai hết. Dạ. Tại vì cái bữa đó là em nóng tánh quá, nhưng mà lúc em đánh vợ em rồi em cũng đau lắm. Nhưng khi em đau em không biết đường nói sao với vợ em thôi. Em cũng đau lắm. Em cho anh biết này, hai vợ chồng trước đây ấy, thời điểm mà xảy ra xô xát này, hai vợ chồng sống nhau có hạnh phúc không? Có anh. Vợ em thương em lắm. Ồ. Hai vợ chồng em có ngủ chung không? Ngủ chung. Trong thời gian gần đây mới nhất ấy, là em thấy vợ có biểu hiện gì nó không bình thường không? Không có luôn anh. Không dấu hiệu gì luôn. Dạ. Thế thực sự là không dấu hiệu luôn. Dạ. Vợ thời gian gần đây là ăn mặc đẹp không? Cũng sửa sạn lắm. Ờ. Trước đây là ít đúng không? Dạ. Bây tại giờ vì là... vợ em hồi trước á, là nó hơi mập. À. Nó để nó hơi cho ốm chút, dễ bằng đồ. Ờ. Cho ưa nhìn hơn. Dạ. Nhưng mà anh nhìn tấm hình rất trẻ mà nhìn nói thật là nhìn rất đẹp. Nói thật đấy. Dạ. Nhưng mà bên trong hình nếu bên ngoài ở ngoài đời nhìn có đẹp không? Dạ. Có giống này không? Cũng bên ngoài gì? Nhìn có giống này không? Cũng hơi như 8-10 vậy đó. 8-10 là rất giống.
Dạ. Vợ em cao khoảng 1 mét mấy? 1 mét 1 mét rưỡi, 1 mét 6 mấy. 1 mét 6 mấy hả? Dạ. Cao đấy. 1 mét 6 mấy này rất cao đấy, không phải là thấp. Ê, đâu. 1 mét như 4 mấy, 5 mấy gì đâu, không em cũng. Không, người này sao lại 4 mấy được? Dạ. Ừ. Anh nghĩ chắc phải 1 mét 5 mấy em. Dạ, năm cỡ 52 hả? 51. À, 52 hả? Ừ, con gái mà. Rồi, em cho anh biết này, vợ em bỏ nhà đi đến giờ phút này, giận bỏ nhà đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Là một tuần mấy rồi anh? Một tuần mấy rồi? Dạ, là đi hồi bữa là mùng 9 tháng 10 á. Mùng 9 tháng 10? Dạ. Ồ, vậy là hôm nay đến giờ phút này là cũng trên dưới 10 ngày rồi. Dạ, hồi hồi đi là giờ tối thứ hai, bữa nay là thứ ba. Ngày thứ tư rồi. Thứ tư rồi. Vậy là tuần mấy rồi ha? Dạ. Rồi em cho anh biết này, vợ đi hôm đó là có đem theo tiền bạc hay là xe hay điện thoại đi không? Là chữ là có giấy tờ căn cước công dân. Tiền cũng em cũng không biết nữa. Chắc không có đâu, tại vì không có tiền. Thì có một cái điện thoại video. Vợ có đem xe đi không? Đem xe đi không? Là vợ em không biết chạy xe. Vợ không biết chạy xe? Vợ không biết chạy xe. Hiền dữ vậy. Lúc đó là vợ em đi là vặn còn vặn áo của công ty Tinh Vũ Đạt, áo màu xanh. Còn áo này là áo khác đúng không? Áo này áo khác. Rồi, trước khi vợ đi là vợ có báo tin là em sẽ đi làm xa hoặc em sẽ rời xa gia đình một thời gian không? Vợ không, không anh. Không hả? Hôm bữa thì anh hỏi lại, hôm bữa em đánh vợ như vậy á, thì vợ có đau có khóc không? Vợ em nín thinh à, nó không nói gì hết. Không nói câu gì luôn? Dạ, em cũng muốn xin năn nỉ vợ em lắm. Tại vì em tính để là 2-3 ngày nữa em mới xin lỗi. Tại vì em bây giờ em xin lỗi liền á, em cũng không biết nói với vợ em làm sao. Bữa đó là em cũng ngủ, em cũng nghĩ suy nghĩ là em cũng đau lắm. Thì cũng muốn xin lỗi với vợ em lắm. Tại vì tính em nóng quá. Từ đây tới là em sửa là tính em không giờ nóng nữa. Là em sẽ là vợ chồng có gì là nói với chuyện với nhau, em không vợ em đánh vợ em nữa, em sẽ xin hứa. Mình giờ phút này là thấy sợ chưa? Em bây giờ em sợ. Mình nóng quá mà không kiềm chế được bản thân đúng không? Đến giờ phút này là câu chuyện đã đi rất xa rồi. Dạ. Vợ em từ hôm đi đến giờ phút này ấy, là trên 10 ngày qua là có nhắn tin hoặc có gọi điện về cho gia đình là em đang ở đâu, em đang đi đâu không? Có nhắn tin cho em 2-3 tin à. Thì mới ra giờ chặn số luôn. Có nhắn tin kêu em á, ở lại gắng làm đi, để nữa nó qua rước thằng con em đó. Khi vậy thì em hỏi đó, vợ em là đang ở đâu, vợ em không nói, là tắt điện thoại luôn tới giờ luôn. Giờ chặn số của em hết. Hiện nay là theo như thông tin em được biết là các con của em có biết mẹ đang ở đâu không? Là con của em là nó có hỏi em là mẹ ở đâu, rồi là cái thằng nhỏ em giấu, em nói là mẹ tăng ca ở công ty chưa về. Nó ra giờ nó không tin, ra giờ đang đêm nào nó cũng khóc hết trơn, nó ghé mẹ ơi về với con. Thì nhầm khi nó nói chắc mẹ hết thương con rồi, mẹ mới bỏ con. Cha đừng có bỏ con nữa. Cha đừng bỏ con heo. Em mới nói là với con em là em nói là cha không giờ bỏ con. Cha sẽ bảo vệ con. Cái lúc là em vợ em đi rồi, hai cha con em kiếm khắp cái chân chợ Phú Chánh luôn. Rồi tưởng vợ em là dặn hai là đi qua chợ Phú Chánh rồi ngồi uống nước rồi thôi, hai cha con em đi kiếm mấy ngày trời không gặp. Em cho anh biết này, đến giờ phút này gia đình vợ hoặc gia đình em có biết được cả thông tin hoặc có biết là vợ bỏ nhà đi mất tích không? Là bên vợ em biết, bên em cũng biết luôn. Bên vợ biết là ai báo tin? Là bên em nhắn tin rồi về hỏi đồ em vợ đồ chị vợ đâu á. À. Thì hỏi có vợ em có điện gì dưới không? Thì gia đình vợ bên trả lời làm sao? Thì bên vợ không có, bên vợ em cũng đang gầu ở dưới không biết làm sao. Vợ em cũng chặn số ở dưới hết, mấy chị em hết. Bây giờ cho anh hỏi này, cái đồng ý là trong cuộc sống hôn nhân thì nó nhiều câu chuyện xảy ra muôn vàn cái phức tạp đúng không? Cuộc sống bây giờ nó khó khăn, có thể lúc vui lúc buồn. Nhưng mình không may đã xuống tay với vợ rồi. Nhưng mà bây giờ thực sự là em còn thương vợ nhiều không? Em còn thương vợ em. Ra giờ cho dù vợ em nó làm cái gì có lỗi với em gì em cũng tha thứ hết. Bây giờ em để cho gia đình này của em là hàng gắn lại hạnh phúc lại thôi, cho con cái thôi. Là nói chung giờ em hứa với các mấy anh là em không giờ em là gì nói gì vợ em nữa. Chắc chắn là không? Đánh nhưng mà gì vợ mình, em nữa. Mình có nói thật là từ trước giờ mình đánh vợ có một lần một không? Dạ. Thật không?
Dạ. Đúng chính xác một lần. Dạ. Ở đây anh em không phải điều tra nhưng mà hỏi xem có đúng không? Bởi vì tránh tình trạng mà vợ lại gọi điện là anh ơi chồng tôi nói bậy, chồng tôi nói không đúng, chồng tôi nói xạo, nói dóc. Dạ. Nhá. Dạ. Bởi nhiều câu chuyện nó cũng xảy ra trong thời gian vừa qua rất nhiều rồi. Dạ. Ừ. Em bây giờ này, đến giờ phút này thực sự rất mong vợ quay trở về. Bây giờ em mong vợ em quay về với con em thôi. Bây giờ con em đang ốm, hôm nó nóng sáng đêm luôn. Rồi em bây giờ em đầu óc em bây giờ em cũng không biết gì hết. Nóng bây giờ sáng đêm. Anh hỏi em thế này nhé. Bây giờ nếu mà anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ra thông tin mà vợ em chia sẻ là trong thời gian vừa qua là em sống không được tốt với vợ. Chính vì lý do như vậy đến giờ phút này vợ không còn tình cảm với em nữa mà vợ lại sống với người khác. Anh em tìm ra mà vợ em đang sống với người đàn ông khác. Dạ. Ở đâu đó. Dạ. Thì em sẽ nghĩ sao? Theo em là giờ em sẽ nghĩ là em phải gặp vợ em để hỏi là về với em với con em đi, em sẽ tha thứ bỏ qua hết. Bây giờ sống vì con đi, đừng có gì nữa, bất cứ nữa. Cái sai là em cũng bị sai rồi, một lần rồi, em không cho để cho con em nữa. Nó khổ, lớn lên nó khổ. Cha mẹ thì cãi với nhau rồi xa với nhau, con cái nó khổ. Bây giờ em nghĩ về con em thôi, còn cái chuyện mấy chuyện khác em không cần nữa. Em quan tâm tới em quan tâm là chủ yếu là về vợ em, về với em với con em thôi. Trong những ngày vừa qua là mình suy nghĩ nhiều chưa? Em suy nghĩ nhiều lắm. Sai đúng không? Em bị sai mà. Nhầm lúc em bị đau lắm. Đau. Tại vì em ít có nói ra lắm. Em cái chuyện gì bất cứ cũng vậy. Bây giờ cho dù em thương vợ em cũng không nói. Chủ yếu là em không giờ em nói. Nhầm khi em để trong bụng đó, vợ em muốn mua gì em cũng đâu la gầy gì đâu. Kệ đi, lên trên đây làm cũng cực khổ. Phải cho mua này, cho mua kia. Cũng cấm cản quá, cũng đâu không được. Em cho anh biết này, trong thời gian vừa qua là vợ thay đổi nhan sắc, gọi là trước đây uống mập. Mua trước khi hồi đó là mập, rồi mua thuốc uống giấm căng đồ này thôi với kem đồ sức à. Nhưng mà giờ thì người dễ thương rồi đúng không? Dạ. Vậy là nhưng vợ không biết chạy xe. Dạ, giờ em không biết chạy xe, đi đâu em cũng chở hết. Bây giờ là em sợ nhất điều gì? Em sợ nhất là vợ em không quay về với em thôi, với con em thôi, là em tội con em. Là vợ em cũng biết lỗi của em rồi, em mong á là vợ em thấy được cái này là quay về với em, với con em. Còn chuyện gì bất cứ là em bỏ qua hết, em không cần nữa. Bây giờ này em hãy nói một cái câu chuyện tình cảm nhất trong thời gian vừa qua, có là nhiều cái kỷ niệm đẹp nhất để cho vợ nhớ lại, vợ suy nghĩ lại. Có thể vợ cho em một cơ hội cuối cùng để vợ quay trở về cùng với em, đặc biệt hai con em đang rất mong chờ. Em á có thấy cái em coi được cái này, em nhớ lại kỷ niệm đi. Anh với em ở dưới quê khổ cỡ nào, không giờ đời ý vậy em đi ý vậy. Bây giờ anh mong em á nghĩ tình hai đứa con mình đi, em quay về gì đi. Anh cũng biết lỗi của anh rồi. Bây giờ em quay về đi với anh đi với con đi. Bây giờ cái gì bất cứ là em quay về đi. Anh mãi mãi thương em, anh không có bỏ em đâu. Mỗi khi em đi đâu không chưa cự cãi với nhau, em đi về quê anh ở trên đây anh còn nhớ nó không, giờ anh nói ra anh để trong bụng gì thôi. Bây giờ á em có coi được cái này là em á quay về anh với con đi, em đừng có giận nữa. Mấy ngày qua anh với con đi tìm em không gặp, bây giờ anh mới nhờ mấy anh này là kiếm em. Em nhớ không, hồi xưa ở dưới quê không, hai vợ chồng mình vui vẻ lắm, không phải như bây giờ đâu. Đến giờ phút này thực sự là rất thương vợ, nhớ vợ. Em còn rất thương vợ em. Anh nghĩ rằng nếu mà không may mà vợ em suy nghĩ một cách nào đó mà không quay trở về với em thì chắc chắn là rất nhiều cái còn khó khăn đến với em. Cái thứ nhất là một mình em có thể phải nuôi hai đứa con. Dạ. Cái thứ hai sau này mình kiếm một người vợ liệu có được như một người vợ này hay không? Không, em thề là em đi một lần thôi. Cho dù nữa gì sao á, em có kiếm người khác nữa, cho em chết không nhắm mắt. Em không giờ em kiếm người khác, là chữ ra một người một thì thôi. Em sống vì em nuôi con em thôi. Em không cần đâu. Em không cần là em kiếm người khác. Cho dù á, em hứa thật lòng, em có kiếm người khác sống á, vợ chồng á,
thành vợ chồng nữa. Cho em chết em không giờ em nhắm mắt, chứ là em chứ là một mình vợ em thôi. Rất trung thủy vậy. Tại vì tánh em hơi nóng thôi, em nóng, nhầm lúc em nóng em mới y vậy thôi. Em thương vợ em lắm, nhầm khi em thương vợ em không giờ em nói cho vợ em biết đâu, em để trong bụng thôi. Từ trước đến giờ ấy, trong cuộc sống này em hay cằn nhằn với vợ nhiều không? Nhầm khi á, vợ em nó có làm cái gì không biết, em cũng có nói, em nói lên trên đây á, đừng có tin ai chứ, không phải mấy người này trên đây đâu, nhiêu dưới quê mình đâu thật tình đâu. Ít ít đừng có tin ai, ai nói gì á đừng có tin đó, chưa chắc gì mình ở đây, mình ở đây mình không tin mình nữa, mình tin ai, đừng có tin. Nhầm khi lúc vợ em nó cũng nghe, nhầm lúc vợ em cũng cãi, em cũng nín à. Mỗi lần nhầm khi là cãi lộn với nhau vợ chồng á, em là em cũng ưa cằn nhằn với vợ em nói đừng có tin người quá, ở trên đây không phải như dưới quê đâu. Em có thường xuyên ăn nhậu bê tha say xỉn không? Em á là có, cũng có ăn nhậu, chủ yếu là chủ nhật anh em công ty thôi à. Như lâu lâu mới như anh em hẹn với nhau là nhậu, nhậu cũng có vợ em nữa, không giờ em nhậu say xỉn rồi về la lết dọc đường đi bê thang đâu. Trừ ra anh em hẹn với nhau là nhậu, đi nhậu thôi, nhậu phải có vợ em à. Không phải là một mình em là đi nhậu một mình hả, đi xỉn sai lù dọc đường, không có. Nói chung là vẫn có vợ đi cùng. Dạ có vợ đi cùng. Gọi là mình hiểu là con là cái gì cũng có nhau đấy. Dạ em đi đâu em cũng chở vợ em đi chứ á. Ồ, thường nhỉ. Này mà không biết là cô vợ đi đâu. Theo em bây giờ em đang định hướng, em đang suy nghĩ là vợ em đi về hướng nào. Em á chỉ định á, là vợ của em là đi thứ nhất có cảm giác là ấp Ông Đông, Ba Chi, đường Tân Hiệp, Bến Tre, Tân Nguyên. Còn thứ nhì nữa là ở gần gần chỗ xã Tăng Vinh Hiệp á, là cũng Bình Dương á. Là hai cái điểm đó thôi, hai điểm đó là em cũng chạy vòng em cũng hỏi người ta cũng nói không thấy. Người em có nghi ngờ là vợ ngoại tỉnh không? Vợ vì giận mình không? Hiện nay thì cũng quen người đàn ông khác, cho nên là có ý định là ngoại tỉnh. Em bây giờ em cũng chưa tin vợ em là đi ngoại tỉnh. Em cầu mong á, vợ em là người như vậy. Hồi trước đó vợ em cũng có nói mà, người đi ngoại tình đó, bỏ con cái, người đàn bà đó là hết xài. Em là vợ em cũng chưa tin tưởng là vợ em là đi ngoại tình, đi theo trai. Bây mình... giờ chưa ra sự việc là em không tin vợ em đâu. Hiện nay thì mình cũng chưa nghĩ là vợ đi ngoại tình. Em chưa nghĩ. Nhưng mà... em nghĩ là vợ em là dặn em là đi đâu đó màng cho thoải mái cái đầu óc thôi. Nhưng đến giờ phút này em nhận định được là em sai đầu tiên. Em sai. Vì vậy cho nên vợ mới bỏ đi. Dạ. Nhưng mà vợ bỏ đi thì không tiền mà không biết đi xe thì em nghĩ là giờ cuộc sống có khó khăn lắm, theo em. Dạ. Hôm trước á, vợ em nó có nhắn là, tại vì hồi vợ em đi là chưa lãnh lương, tại vì là tối mùng 9, vợ em mới đi mùng 10 mới lãnh lương. Vợ em có nhắn cho cái người em á, phát lương ở trong công ty á, nói là chờ cho em mượn 1 triệu để em gửi về cho con em ở dưới quê. Người đó là không có cho, nói thôi em về đi, cái gì cái cũng vợ chồng rồi, anh mới phát lương cho gửi về quê, là từ vợ em không nhắn nữa. Là trong mấy anh em trong công ty á, cũng động viên vợ em á, về đi bỏ con cái gì cũng tội cho nó. Vợ em á, cũng coi trong Zalo là coi thôi, không có nhắn lại. Người nào cũng là thương vợ em hết, là nhắn gửi cho con em á, là lúc là vợ em đi là con em đi tìm. Là trong mấy người trong công ty là thương vợ chồng em lắm. Em nhắc lại cho anh, để cho các cô chú anh chị, mọi người xem video này biết được rõ vợ em họ tên đầy đủ là gì. Là vợ em là Trần Thị Nhiên đó. Sinh năm mấy? Sinh 1993. Quê quán ở đâu? Lê Quán, ấp Trà Mộc, Thới Bình, Cà Mau. Có chồng gì ấp 3 xã Phong Tây, huyện Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu. Rồi. Em có điều nào em muốn nhắn gửi trên video này để hy vọng các cô chú anh chị, nếu ai biết được thông tin chính thức vợ em đang ở đâu thì giúp em. Em là chồng của Trần Thị Nhiên á, mong á các cô chú anh chị em á có coi được á, mong đồng quận mạng á là gặp vợ em á đó. Đó, gọi cho vợ em về giùm với em với con em đi, con em với em á, gắt nhớ vợ em lắm. Em cũng có lỗi với vợ, trong chuyện này em cũng có lỗi với vợ em. Em mong á là vợ em tha thứ cho em quay về lại với con em.
mong anh chị em cộng đồng mạng giúp đỡ giùm cho vợ chồng em đi, em cũng biết ơn lắm, em sai rồi em cũng biết ơn lắm. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện, một cái câu chuyện tiếp theo. Trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều câu chuyện, rất nhiều em gái bỏ chồng bỏ con vì rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo em trai chia sẻ, thì chưa biết hiện nay anh em chưa có tìm hiểu rõ, nhưng mà theo thông tin em trai chia sẻ là rất thương vợ thương con, gọi là đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng đặc biệt là xảy ra mâu thuẫn, là một cái mâu thuẫn rất nhỏ, thì vì vậy cho nên là em trai này xuống tay với vợ hai cái. Đến giờ phút này là vợ âm thầm giận chồng, bỏ con, bỏ gia đình và đi luôn. Đến giờ phút ở trên dưới 10 ngày qua chưa biết là thông tin em gái đang ở đâu. Hy vọng là cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái này quay trở về, đặc biệt là với chồng và còn hai đứa con thơ ở quê nhà đang mong tin em về từng ngày từng phút rồi. Đó. Thì hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình, em có đồng ý cho các anh em đăng tải tất cả các nội dung, cái thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Em đồng ý. Đồng ý nha. Cái thông tin mà em chia sẻ là tìm vợ này có đúng, hoàn toàn đúng sự thật không? Đúng sự thật. Và em có xuống tay với vợ hai cái đúng không? Dạ. Và vợ bỏ đi đến giờ phút này là hoàn toàn là đúng sự thật. Dạ. Và em cam kết là những cái điều em chia sẻ đây là hoàn toàn là đúng. Dạ. Rồi. Anh cảm ơn những cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe và thường lộ bình an. Hy vọng trong thời gian tới anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức vợ em ở đâu, giúp vợ em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, nếu ai phát hiện là thông tin em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương để cho anh em tìm cách để khuyên em gái này quay trở về cùng với gia đình. Bởi vì trong cái câu chuyện mà xảy ra vợ chồng hôn nhân thì rất nhiều câu chuyện mâu thuẫn xảy ra, nhưng mà đây là cái câu chuyện có thể cũng rất nhỏ. Hy vọng là em gái lại suy nghĩ lại, em gái quay trở về với chồng với con của mình. Cuối video là cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.